Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn truyện Chú mèo máy đến từ tương lai, quyển 3. Và hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe câu chuyện Máy nói dối. Đầu tiên đấy là cái cảnh Chaien và Nobita đang đứng cùng với nhau. Chaien nói: "Sao cơ, Shizuka khen tớ thế á?" Nobita nói: "Shizuka bảo cậu là một người đàn ông thực thụ, đẹp trai và rất tuyệt vời." Chaien cuối cùng thì Shizuka cũng hiểu được giá trị của tớ. "Cái gì? Cậu bịa chuyện à?" "Ấy, khoan đã, khoan đã. Hôm nay là ngày cá tháng tư, mọi người được phép nói dối. Cậu không nhớ sao?" Chaien nói: "Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, đầu óc cậu treo trên mây hay sao mà lú lẫn thế?" Nobita: "Cái gì? Hôm nay đã ngày mùng 2 tháng 2, tháng 4 á? Thôi chết." "Tâm phục khẩu phục cho tớ binh chưa hả? Hu hu, mình lại bị nó lừa rồi. Đồ ngốc, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 đấy." Sau đấy tớ còn bị cả Sumio và Sumia lừa nữa, hu hu, tức chết đi được, tớ phải tìm cách trả đũa lại chúng nó. Doraemon bớt giận đi mà, tớ nghĩ cậu cũng chẳng lừa được ai đâu. Muốn lừa người khác cần phải có cái đầu thông minh một chút, chứ cậu thì ít cậu là. Tớ xin lỗi mà, tớ hơi quá lời, tớ xin rút lại. Đừng giận nữa, tớ sẽ cho cậu mượn cái này. Máy nói dối, bây giờ tớ sẽ đeo cái này vào miệng và nói dối cậu. Nobita, cậu nói dối tớ. Doraemon, sau lưng cậu có con ma kìa. Oái oái, sợ quá mẹ ơi. Doraemon, cậu đã biết trước là tớ nói dối mà còn tin sái cỏ nhé. Nobita, lạ thật, sao tớ lại tin là cậu nhỉ? Doraemon, đeo cái này vào miệng, cậu nói dóc thế nào người khác cũng tin răm rắp. Nobita, để tớ thử. Mẹ Nobita, Nobita. Nobita, chắc là mẹ lại tớ lại bắt học xong rồi mới được đi chơi. Mẹ Nobita biết vậy thì quay lên phòng mau. Nobita, mẹ phải học bài mới đúng chứ? Mẹ Nobita, sao lại là mẹ chứ? Vì mẹ chính là con, mẹ là Nobita mà. Hả? Mẹ Nobita, nhỉ, đầu óc mình dạo này lú quá. Nobita, tớ sẽ lừa tất cả mọi bọn chúng nó. Sumio kiếm thằng Nobita lừa nó một vốn nữa. Lừa thằng ấy mới khoái, lần nào cũng mắc mưu mình. Nobita, nó kia. Sumio, Nobita, nhà cậu đang bị cháy, sao còn đứng đây hả? Nobita, cậu không biết gì à? Lửa cũng lan tới nhà cậu rồi đấy. Bớt người ta cháy nhà, con đỏ ra hết mau lên mẹ ơi. Ha ha. Nobita, nghe tao nói này, mày là người, còn đang đứa đang rất mẻ là chó đấy. Xuyệt xuyệt. Bà con ơi, người sao hỏa tấn công kia rồi. Thôi đi, đừng đùa ngày cá tháng tư của cậu đi, quá xa rồi đấy. Trả lại cậu này, ai cũng bị lừa đơn giản như vậy mà còn thú vị gì nữa. Mẹ ơi, cơm xong chưa ạ? Con đói lắm rồi. Tôi là Nobita mà, tôi không phải nấu cơm chứ. Câu chuyện đến đây là hết rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.